Bài tập chương 4, câu 1. Để nghiên cứu về số con trong một gia đình. Viết tắt là trong dấu ngoặc như thế này. Ở địa phương A, người ta điều tra số con của mỗi gia đình trong 30 gia đình được chọn ngẫu nhiên. Kết quả ghi lại như sau. Câu A, hãy lập bảng phân phối tần số, tần suất, tích lũy cho dữ liệu mẫu trên. Trên mẫu trên, tính số con trong một gia đình trung bình và độ lệch chuẩn của số con trong một gia đình. Thì cái biến ngẫu nhiên mình khảo sát ở đây là biến ngẫu nhiên chỉ số con trong một gia đình. Rồi x là biến ngẫu nhiên chỉ số con trong một gia đình ở địa phương A đó. Thì mình sẽ lập cái bảng phân bố tần số, tần suất như sau. Thì trong cái số dữ liệu 30 số liệu ở đây á, thì em coi cái số nhỏ nhất là số 0 nè. Số lớn nhất là số 7 nè. Vậy thì miền giá trị của biến ngẫu nhiên x là nó nhận cái số từ 0 đến 7, cái số nguyên. Ở đây mình để có số 1 là 2 là 3 là 4 nè. 5 có luôn, 5 có luôn. 6 có luôn, 7 có luôn. Vậy thì nó là một cái số từ 0 đến 7. Đấy. Thì đây mình sẽ lập cái bảng rồi. Trên cái bảng này thì cái cột dòng đầu tiên là mình ghi x và giá trị của x là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ mình sẽ tính cái tần số của từng cái giá trị. Mình ký hiệu tần số là NI, N1, N2, N3, N4. Thì số 0, mình điểm số 0 nè. Cái dòng thứ nhất là nó có một số 0, dòng thứ hai có một số 0 nữa, dòng thứ ba một nữa là ba số 0. Vậy thì tần số của số 0 này là 3. Tương tự số 1, bây giờ em đếm rồi, dòng thứ nhất là có một số 1 nè, dòng thứ hai 2, 3, 4, 5, 6. Vậy tần số của 1 là 6. Tương tự số 2 là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Tần số của 2 cũng là 6. Tần số của 3 cũng là 6 luôn ha. Mình đếm tương tự vậy. Tần số của 4. Của 4 là 4. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Tần số của 5 là 3. Tần số của 6 1 và tần số của 7 là 1 luôn. Bây giờ mình để tính cái tần suất tích lũy thì mình tính cái tần suất FI. Thì tổng số liệu của mình là 30, mình muốn tính tần suất thì mình sẽ lấy cái tần số. Em lấy cái tần số chia cho kích thước mẫu. Nên tần số của mình đây là 3 nè. Thấy không? 3 chia cho 30 là bằng 0,1, tức là 1/10 đó. Nên tần suất là 1/10 nè. 16 chia 30. 6 chia 30 là 0,2 đúng không? Đây, tần số ở đây 0,2, tương tự ở đây cũng 0,2. 0,2. Thì 4/30 thì mình chỉ làm tròn 4/30. 1,31 và 1,133. 1,33. Rồi tần suất tích lũy ở đây là bài yêu cầu tính tần suất tích lũy nữa các em. Tần suất tích lũy thì mình sẽ cộng dồn. Ví dụ như tần suất là 0, tích lũy của 0 là 0,1. Tần suất tích lũy tại điểm 1, tức là số cái này có nghĩa là cái tỷ lệ những cái hộ mà nó có từ 1 con trở xuống nè. Mình hiểu như thế tần suất tích lũy. Còn cái tần suất đó là về tỷ lệ gia đình có đúng 1 con, đúng không? Thì chỗ này là mình hiểu là tỷ lệ gia đình mà nó có 1 con trở xuống. Ở đây cũng vậy, bây giờ mình cộng dồn nè. 0,1 cộng 0,2 cộng 0,2 nữa là 0,5.
Vậy thì đây chính là tỷ lệ những hộ gia đình mà nó có từ hai con trở xuống, và tương tự tỷ lệ hộ gia đình có từ ba con trở xuống, đó là tần suất tích lũy. À, tiếp theo là mình tính làm câu B. Câu B là tính số con cho một gia đình trung bình, tức là mình tính trung bình mẫu đó, trung bình mẫu. Thì để tính trung bình mẫu thì em sẽ sử dụng cái chức năng tính thống kê của máy tính này. Em bấm mod 6, thống kê một biến, bấm số 1. À, thì ở đây nếu mà mình sử dụng cái dữ liệu thô ở trên đây đó thì mình sẽ nhập 30 số liệu vô nó lâu. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái tần số mình mới vừa lập nè. Vậy thì em phải 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 hiện cái cột tần số ra. Phải hiện cái cột tần số bên đây ra. Bấm shift nè, shift mode nè. Cái tên xuống. Số 3 nè. Số 3 tức là mình sẽ cài đặt mình bật tần số đó. Số 1 là mở ha. Đấy, thì ở đây ít, bên đây cột là ít, bên đây là cột tần số nữa ha. Thì chỗ cột ít đó là mình sẽ nhập cái giá trị từ 0 đến 7. Và cái tần số của nó mình sửa lại là như số 0 ở đây là tần số nó là 3 nè. Số 1 là tần số là 6 nè. 6 nè. Số 3 tần số là 6 nè. Và số 4 là tần số là 4 nè. Số 5 tần số là 3. Rồi số 6 tần số là 1. Thì sau khi mình nhập cái số liệu này, mình bấm AC. Bấm AC thì trong máy tính này bấm cái option nè, option. Tính tính thống kê một biến, tính một biến ha, em bấm số số 2. Thì đây là cái ít ngang đó là giá trị trung bình mẫu nè, là 2,666. 66 làm tròn là 2,67 ha. Còn cái độ lệch chuẩn đó, độ lệch chuẩn đó, ngay chỗ cái chỗ chữ sigma này kem là 1,77664 ha. Thì giá trị trung bình mẫu là x bằng 2,67 và giá trị phương xe mẫu ở đây là giá trị phương xe mẫu của em, nó chính là cái ếch bình phương x nè là 3,264 ha. Còn độ lệch chuẩn mẫu là 1,806, độ lệch chuẩn mẫu ha. Lưu ý là mình ký hiệu chữ S là độ lệch chuẩn mẫu nè. Còn hôm nay thầy nói nhầm á. Đây là độ lệch chuẩn. Rồi, giá trị độ lệch chuẩn mẫu của mình là 1,868068. Được chưa? Thì có một cách khác để mình tính mấy cái giá trị này ra thì em có thể sử dụng phím Option nè. Chọn mũi tên xuống ha. Biến thống kê, chỗ số 2 biến thống kê nè. Thì em bấm số 1 thì nó ra trung bình mẫu là 2,6667 ha. Mình làm tròn hai chữ số thì 2,67. Mình tiếp tục tính biến thống kê nữa. Biến thống kê là cái độ lệch chuẩn mẫu là chỗ này là cái số 5 á, số 5. Ha. Thì là 1,8068. Thì đề bài nó yêu cầu chỉ hai cái thôi, tức là trung bình mẫu với độ lệch chuẩn mẫu thôi không. À, trên đây là cái thầy hướng dẫn giải cái bài câu số 1 trường 4 ha.